Hãy nhìn những người đang có nhà cho thuê. Một tháng tôi cho thuê một căn nhà 10 triệu. Vậy mỗi một tháng tôi có bao nhiêu tiền cả nhà? 10 triệu. Nếu tôi có 2 căn nhà, mỗi tháng tôi cho thuê được 20 triệu. Vậy mỗi tháng tôi có bao nhiêu? 20 triệu. Tôi có phải làm gì không? Không làm gì cả. Vậy tôi có cái gì đấy? Dòng tiền là 20 triệu. Và rất nhiều người, người ta cứ mua nhiều nhà xong cho thuê. Lý do là vậy đấy các bạn. Bây người ta mỗi một tháng người ta cho thuê được 50 triệu, 100 triệu. Mỗi tháng không làm gì cả có 100 triệu. Tôi hỏi bạn là giàu chưa? Giàu rồi. Không làm gì cả có 100 triệu. So với một người làm phải gọi rất vất vả kiếm được 200 triệu. Thằng nào kiếm được nhiều tiền hơn? Một người phải bỏ sức ra để kiếm được 200. Với một người không làm gì cả có 100. Thằng nào làm được nhiều hơn cả nhà? Không làm gì hết. Ông bỏ sức từ sáng đến tối 30 ngày thì ông kiếm được 200 triệu. Tôi chả bỏ cái gì. Tôi đi chơi từ sáng đến tối kiếm được 100 triệu. Bằng một nửa của ông, thấy tôi giỏi chưa? Thế cho nên là không phải mình bỏ sức đi kiếm tiền. Mục tiêu của mình không phải vậy. Mục tiêu của mình là bỏ sức ra để tạo ra cái gì ạ? Tạo ra cái gì cả nhà? Tạo ra dòng tiền.